Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một em siêu phẩm nha, một siêu phẩm nữa của nhà Yamaha. Đó là một chiếc Jupiter MX, một trong những chiếc xe có là cũng khá là lâu rồi các bạn. Hôm nay thì bên shop mình vừa mới phục chế cho em nó, tức là dọn lại nguyên con ha, dọn lại nguyên con. Và theo cái phong cách là đơn giản thôi, nói chung là chỉ lên một vài cái món đồ chơi nhấn nhá nhẹ nhẹ các bạn. Đây là ví dụ như các bạn anh em quan sát nè, cái về cái form mà dàn áo tem thì mọi thứ là mình là lên lại cái form zin của nó nha. Và đây là cái cặp phục RCB đó, lên một cặp phục RCB và một cặp mâm, một cặp mâm CNC. Đây mình sẽ vô cái số lại cho bạn xem nhé, mình sẽ bấm lại cái số cho nó nhỉ. Đây đây, cái mâm được mình lên cái cặp CNC lớp nhỏ rất là nhẹ luôn các bạn, canh rất là nhẹ nha. Đó, quay cả ngày không dừng luôn các bạn. Đó, ok chưa? Rồi, thì bạn chủ xe cũng rất là tâm huyết cho chiếc xe này. Lên một cái cổ Titan, Titan có lên màu luôn các bạn, lên màu sẵn luôn. Đó, về lốc thì máy thì mọi thứ mình dọn zin. Đó, đây là cái bánh trước các bạn. Dàn chân trước thì bên mình lên một bộ ABS một kinh của Nissin. Đó, gắn như zin nha các bạn. Cái đĩa này là đĩa độ đó, và heo thì heo zin, dây dầu là dây dầu độ các bạn ha. Đó, còn đây là cái vị trí mình gắn đĩa và cảm biến các bạn, rất là đẹp luôn, gắn như zin nha các bạn, không chế cháo nha, không chế cháo gì cả, gắn như zin ha. Đó, cảm biến nè các bạn, cảm biến ABS. Và đây là cái vị trí mà mình đặt cái cụm bơm ABS các bạn. Đó, cụm bơm ABS nằm đây, rất là vừa vặn luôn các bạn. Đó, nó vừa được tản nhiệt nữa các bạn ha, nó vừa được tản nhiệt, vừa là vị trí phù hợp, tại vì cái xe này á, với là cái xe Sirius á các bạn, là cái không gian nó rất là hẹp, nó không có được rộng như những cái xe khác, cho nên là không phải mình bỏ cụm bơm ở đâu cũng được các bạn ha. Rồi, lên một bộ tem zin, phối theo tem zin các bạn. Rồi, cái này đó là một cái bộ Smarty Honda chính hãng, trên tay mình đang cầm một cái remote của nó ha. Và đây là cái mã của em nó, đèn báo ABS thì mình gắn ở vị trí này, khi các bạn bật khóa lên này thì đèn báo nó sẽ sáng lên, và sau đó là nó sẽ chớp đều. Và khi các bạn tắt á, khi các bạn chạy nó sẽ tắt các bạn ha, chạy trên 7 đến 10 km/h là nó sẽ tắt. Rồi, còn về cái bộ khóa Smarty thì đây, mình gắn ở đây, đây là vị trí mình gắn ha, rất là đẹp luôn các bạn, như zin, không chế cháo gì các bạn ha. Đó, nhấn vào núm này thì là khóa này, núm CNC các bạn ha, mặt titan lên màu. Các bạn cố tình, các bạn xoay thì nó sẽ xoay tròn, các bạn nhấn vào núm một cái, xoay lên một cái là rất là nhẹ nhàng lên khóa các bạn ha. Rồi, khóa cổ thì chúng ta xoay ngược lại, đây khóa cổ đó các bạn, khóa cổ thì chúng ta xoay ngược lại là khóa cổ các bạn ha. Đó, đó, thấy chưa? Rồi, đây là remote của em nói nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành là bấm vào nút trên cùng thì nó sẽ là tìm xe giống như NH các bạn. Đó, tìm xe giống như NH nè, chống dắt nè các bạn. Đó, chống dắt thì chúng ta đụng vào xe thì nó sẽ kêu. Đó, nó báo, nó trong chống trộn các bạn ha. Rồi, khi mà anh em xài remote rồi thì chúng ta sẽ không sử dụng đến chìa khóa nữa, và mở yên thì nó sẽ là mở yên điện luôn. Đây mình sẽ cho anh em xem nhé. Chúng ta nhấn vào nấm, chúng ta xoay nấm lên, chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ vào nấm này thôi là yên tự động bật lên các bạn này. Đó, đây mình nhấn lại nha các bạn. Đó, các bạn nhấn vào nấm thôi thì nó sẽ bật yên lên. Đó, và nhấn tiện đây thì mình cho các bạn xem cái ổ khóa zin của nó, em nói nha. Đây là ổ khóa zin, ổ khóa zin nguyên bản đấy các bạn. Đó, ổ khóa zin thì rất là đơn giản thôi, xài chìa, xài chìa ha. Đó, thì bây giờ bên mình lên Smarty là đã tích hợp luôn cả mở yên trên, chúng ta chỉ cần cầm remote tới gần xe 2m là nó cho anh em mở xe, đi ra xa xe thì nó lóc. Đó, đầy đủ các tính năng luôn anh em, như NH luôn các bạn ha. Và đặc biệt là gắn như zin, rất là đẹp luôn, gắn rất là đẹp vừa vặn luôn các bạn. Đây là cái ổ khóa này các bạn, đó, gắn rất là vừa vặn luôn. Đó, thì nhiều anh em hỏi mình lên Smarty cho Jupiter rồi Sirius với lại Edge 2010 rồi 2009 các bạn, thì Exciter nó cũng giống như ổ này, nói chung là ổ xài chung nha các bạn ha, gắn vô là nhìn y chang như vậy luôn. Đó, thì ba cái dòng này nó xài chung ổ với nhau. Exciter 135 nè các bạn, các đời Exciter 135 các đời nha các bạn, 5 số á. Rồi Exciter đời từ 204 số nè các bạn, Exciter 4 số nữa, nó cũng xài chung cái ổ này. Và Exciter và dòng Jupiter và Sirius nó cũng xài chung cái ổ này, cho nên là nhiều anh em hỏi mình đó là em muốn lên Smarty cho Jupiter thì như thế nào, rồi Sirius như thế nào, thì mình nói luôn là cái ổ nó y chang các bạn ha. Ổ là xài chung, núm cũng xài chung. Đó, các bạn thấy không? Nhìn núm mà ổ lắp lên là như zin luôn các bạn ha. Đó, về dàn áo xe này thì thay mới dàn áo đen, còn dàn áo nhựa thì
sơn lại các bạn, và da lên tem rất là đẹp các bạn ha. Đó, một trong những chiếc cái mẫu Jupiter mà độ nhẹ, nhấn nhẹ thôi, và vài món đồ chơi cơ bản và thêm cái Smart Key và ABS nữa là chúng ta đã nâng tầm được chiếc xe lên rất là nhiều các bạn ha. Cập nhật công nghệ rất là ok luôn rồi. Đó, thì đây vừa rồi mình quay cho các bạn xem một cái chiếc Jupiter được shop mình nâng cấp từ trong ra ngoài luôn. Đó, thì anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp thì anh em cứ ghé địa chỉ 150 Hỏa Thám thành phố Buôn Ma Thuột, hoặc là địa chỉ 123 Hỏa Thám thành phố Buôn Ma Thuột các bạn ha. Ở bên shop mình có hai chi nhánh để anh em có thể ghé và làm ha. Thì anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp thì anh em cứ ghé địa chỉ trên nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em thật nhiều, và hy vọng đây là một video tham khảo để cho anh em có một cái mẫu xe độ để anh em tham khảo và anh em lên ha. Rồi, cảm ơn anh em thật nhiều, thân ái chào tạm biệt.